Trong tác phẩm nào nhà thơ Chế Lan Viên đã đúc kết tình yêu là bất lạ hóa quê hương? Như vậy. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng vaccine phòng bệnh virus viêm gan B ạ. Trong lời kêu gọi được đưa ra vào ngày 17 tháng 7 năm 1966. Độc lập tự do. Quốc gia nào giữ cương vị chủ tịch ASEAN năm 2021? Việt Nam. Brunei mới đúng ạ. Sự kiện nào dự kiến diễn ra ở Hà Nội và 11 tỉnh thành phía Bắc từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5? SEA Games 31. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian. Đúng là như vậy. Quarantine. Social distancing. Đồn là nhà, biên giới là quê hương. Đúng là như vậy. Theo quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do bộ. Có. Phòng cách ly áp lực âm là phòng có. Chính xác. Theo giáo sư Tạ Quang Bửu, phong trào nào đã đặt ra vấn đề cấp bách của việc thi đua yêu nước ạ? Giấy bạc dùng để bóng thức ăn là một. Đúng là như vậy. Từ năm 2021 phải chuyển đến được 10 điểm. Tên chương trình Hãy yêu nhau đi của VTV3 được lấy cảm hứng từ Chị Công Sơn ạ. Các giá trị lượng giác nào nảy sinh từ việc khảo sát bóng của vật thẳng đứng? Tang. Vâng, và đáp án của câu hỏi cuối cùng là tang và cô tang. Như vậy, Hải An đã giành được 60 điểm sau phần thi khởi động. Chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động của Hoàng Khánh. Câu hỏi đầu tiên. Người mang mật danh X6 trong cuốn sách X6 điệp viên Hoàng Khánh. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech sử dụng loại mRNA nào? mRNA. Tháng 3 năm 1951 để tăng cường vai trò lãnh đạo và tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng đến nhân dân. Báo Nhân Dân. Thị xã nào có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất trong các thị xã ở nước ta? Lào Cai, Sapa. Chính xác. Cách đây 50 năm, phi hành gia người Mỹ Alan Shepard đã trình diễn môn thể thao. Go. Những câu thơ của tổ hữu ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên không chẳng dại đôi lần. Dậy mà đi. Chính xác. 14. Bạn có thêm 10 điểm. Vệ tinh nhân tạo do các nhà khoa học Việt Nam chế tạo. Nano Dragon. Chính xác. Theo quốc lộ 1A, tỉnh nào là Long của An. Nó? Chúc mừng bạn. Tần số dòng điện trên đường dây 520. 50 thôi ạ. Trong từ Olympia, những chữ cái nào không có trục đối xứng? L và P. Chính xác. Người ta thường bơm khí nào vào trong các túi pin? Chính xác. Chào mừng 60 giây. Hoàng Khánh đã trải qua 12 câu hỏi và giành về số điểm rất cao, 80 điểm. Chúc mừng bạn. Bây giờ sẽ là phần thi khởi động của Nguyễn Việt Thái. Ai là tác giả của hai câu thơ Từ độ mang gươm đi mở cõi trời Nam, thương nhớ đất Thăng Long? Huỳnh Văn Nghệ ạ. Theo kinh nghiệm canh tác của người xưa, yếu tố nào quan trọng nhất? Đúng là như vậy. Ai là chủ bút của nước Sương Nguyệt Anh? Chính xác. Là tỉnh duy nhất ở Bắc Trung Bộ có hai thành phố trực thuộc tỉnh? Nghệ An. Thanh Hóa. Họ tên đầy đủ của nữ võ Nguyễn Thị Thu Nhi. Đúng là như vậy. Năm nay sân khấu Tiếng Nói Việt Nam. Chính xác. 2024. Ứng dụng phòng chống dịch COVID-19. Chính xác. Theo khuyến nghị của Microsoft về xuất khẩu. Đúng là như vậy. Chữ D trong LED dùng để. Chính xác. Khi viết năm sinh của Bác Hồ dưới dạng số La Mã thì chữ cái nào xuất hiện nhiều lần nhất? X. Chữ C ạ. Hãy cho biết tên thường gọi một hợp kim của đồng có màu gần giống như vàng. Đúng là như vậy. Trong quy trình của tiêu lệnh chữa cháy gọi điện tới số 114 cho đội chữa cháy. Thứ tư mới đúng ạ. Công trình xây dựng có dạng hình chóp từ sức đều lớn nhất. Kim tự tháp Keops. Hơi tiếc cho câu hỏi cuối cùng. Việt Thái đã rất xuất sắc giành được 80 điểm sau phần thi khởi động. Chúc mừng bạn. Duy Anh có chia sẻ trong bản đăng ký khi gửi đến trận chung kết này. Bạn đánh giá các đối thủ hôm nay là những người rất đẹp trai. Chỉ thua mỗi bạn ý. Không. Em nhớ là em không có vé 6 đó. Không có vé 6 ạ. Thì chứng tỏ ai viết thêm ở đây cho thú vị rồi. Dạ. Vâng, và hy vọng là Duy Anh sẽ vẫn giữ được cái sự đẹp trai cũng như tinh thần thật thoải mái để đến với những câu hỏi trong phần thi khởi động. Bạn đã sẵn sàng chưa Duy Anh? Em đã sẵn sàng. Bây giờ là những câu hỏi trong phần thi khởi động của Duy Anh. Câu hỏi đầu tiên. Nguyễn Trãi đã dùng câu thiên cô núi Dung Thúy. Quảng Ninh. Câu nói con nhà Tông Di Tuyên. Chính xác. Ngày 23 tháng 10 hàng năm là ngày kỷ niệm tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Đây là phối cảnh của sân bay quốc tế nào? Sân bay quốc tế Nội Bài. Long Thành mới đúng. Vận động viên cử tạ khuyết tật nào của nước ta đã giành huy chương vàng Paralympic? Lê Văn Công.
Hành khúc nào do nhạc sĩ Doãn Quang Khải sáng tác 70 năm trước nói lên nguồn gốc của Nhân dân mà ra? Vì Nhân dân quên mình. The Fort. Mô hình do Hội Doanh nhân trẻ và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai. ATMOC. Chính xác. Theo điều 244 Bộ luật hình sự hành vi nuôi nhốt hổ trái phép. Chính xác. Súng SKZ do kỹ sư anh hùng lao động Trần Đăng Nghĩa sáng chế. Súng giật. Hai dạng hình học nào thường được sử dụng trong ca dao thủ ngữ Việt Nam nhằm thể hiện sự trọn vẹn to đẹp? Vuông. Vuông và tròn. Vuông tròn. Thực nghiệm đã cho thấy cồn bao nhiêu độ? 75 độ mới đúng ạ. Vâng, như vậy là Duy Anh đã vượt qua những cõi đầu tiên trong phần thi khởi động. Vâng, có thể nhận thấy là độ khó của những câu hỏi dành cho các bạn thí sinh trong chương trình chung kết đã tăng lên rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời ý kiến của thành viên trong ban cố vấn ạ. Tôi thấy là câu trả lời của em là đúng, là chấp nhận được. Vâng, xin mời thầy nhắc lại ạ. Tôi thấy là câu trả lời của em là chấp nhận được. Vâng, như vậy là thầy giáo đã đồng ý công nhận câu trả lời của bạn Duy Anh trong câu hỏi về lĩnh vực vật lý. Vâng, ngoài ra thì chúng ta còn một tin vui nữa cho Duy Anh, đó chính là cố vấn môn tiếng Anh. Chúng tôi đã có thêm một tin vui nữa, đó chính là cố vấn tiếng Anh đã đồng ý cho điểm Hải An ở câu hỏi tiếng Anh của Hải An trong phần thi khởi động. Như vậy là Hải An đang có 70 điểm sau phần thi khởi động. Trong khi đó, số điểm của Duy Anh hiện là 50. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Và để có thể vượt qua phần thi này, các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 16 chữ cái. Chúng tôi muốn mời quý vị khán giả hãy cùng tham gia phần thi vượt chướng ngại vật cùng những nhà leo núi của chúng tôi. Phần thưởng dành cho khán giả chiến thắng trong phần thi này là một phần quà trị giá 5 triệu đồng từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Xin chúc quý vị may mắn. Còn bây giờ thì các thí sinh của chúng ta đã được nhìn thấy những từ hàng ngang gợi ý. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Hải An. Em sẽ lựa chọn hàng ngang thứ tư ạ. Hàng ngang thứ tư gồm có 8 ký tự. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả là chiến lược hiện nay của chúng ta trong công cuộc đối phó với dịch bệnh gì? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Bây giờ sẽ là câu trả lời của các bạn thí sinh. Cả bốn bạn đều có chung một phương án trả lời là COVID-19. Và đó cũng chính là đáp án của chương trình. Xin chúc mừng các bạn đã ghi được 10 điểm đầu tiên trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và với câu trả lời đúng này thì các bạn sẽ được nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý. Việt Thái đã nhấn chuông để xin trả lời chướng ngại vật. Rất bất ngờ khi tất cả những dữ liệu mà chúng ta có trong tay đang tương đối mơ hồ. Xin mời Việt Thái. Em thưa anh chị, câu trả lời chướng ngại vật của em là giáo dục trực tuyến ạ. Câu trả lời được Việt Thái đưa ra là giáo dục trực tuyến. Không biết là khi mà cái tốc độ bấm chuông nhanh như thế thì bạn đã kịp thực hiện thao tác cơ bản đầu tiên đó là đếm thử số chữ cái chưa? Em thưa chị, em đếm rồi ạ. Có đủ không? Đủ 16 chữ cái ạ. Vâng. Ở phía dưới kia cũng rất nhiều khán giả tỏ rõ sự bất ngờ. Đây là cuộc thi chung kết, cuộc thi quan trọng nhất, cuộc thi mà chúng ta đã chờ đợi trong một khoảng thời gian rất dài. Sự liều lĩnh là cần thiết, nhưng có lẽ sự thận trọng sẽ cần thiết hơn nữa. Rất tiếc Việt Thái ạ, đó không phải là từ khóa mà chúng ta phải đi tìm. Vâng, hãy dành một tràng vỗ tay để động viên Việt Thái để em ấy trở lại trong những phần thi sau của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chướng ngại vật với phần lựa chọn một từ hàng ngang của Hoàng Khánh. Xin mời. Cho hàng ngang thứ 3. Hàng ngang thứ 3 gồm có 9 chữ cái.
kể từ năm 2011, WHO đã chọn tuần cuối cùng của tháng 4 hàng năm. Vâng, và Hoàng Khánh đã nhanh chóng bấm chuông. Ôi trời, của em là miễn dịch cộng đồng ạ. Hoàng Ánh đưa ra câu trả lời trong những tiếng thở rất mạnh. Miễn dịch cộng đồng có đủ 16 chữ cái không Hoàng Khánh? Dạ đủ ạ. Bạn đã kịp làm phép tính đó chưa? Rồi ạ. Tại sao lại là miễn dịch cộng đồng ạ? Thưa chị, đáp án của ngay này là hoạt động tiêm chủng ạ. Và để đạt được miễn dịch cộng đồng thì phải tiêm chủng cho phần lớn người dân, em không nhớ là bao nhiêu phần trăm, hình như là 80% người trên 18 tuổi. Và miễn dịch cộng đồng cũng là điều mà Việt Nam đang hướng tới trong chiến dịch tiêm chủng trước năm 2021. Đó là suy luận của bạn, nhưng chúng ta vẫn còn có một vài từ hàng ngang nữa, một vài góc hình ảnh nữa chưa được hé lộ. Rất tiếc cho những người còn lại, bởi vì Hoàng Khánh đã vượt qua phần thi này. Miễn dịch cộng đồng chính là từ khóa mà chúng ta phải đi tìm. Chúc mừng Hoàng Khánh, rất xuất sắc. Thưa quý vị, một trong những chiến lược phòng chống COVID-19 cốt lõi đã được Bộ Y tế công bố đó chính là đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Đây được coi là chìa khóa vàng để giúp các nước sống chung với COVID-19. Tùy theo mục tiêu cũng như mô hình bệnh tật của từng quốc gia mà độ bao phủ của vaccine cần đạt từ 70 tới 95% dân số của quốc gia đó. Vâng, và tuy nhiên thì đây bài học từ các quốc gia khác. Thì có thể thấy rằng đây là một mục tiêu rất khó khăn. Chính vì thế chúng ta phải ý thức trách nhiệm hơn nữa. Và ngay cả khi tất cả mọi người đều đã tiêm đủ liều vaccine thì vẫn cần thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch khác. Một lần nữa xin được chúc mừng Hoàng Khánh là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Vâng. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ phía bên trong phòng điều khiển của chương trình. Và ở phần thi khởi động, ở trong câu toán thì Duy Anh có trả lời là mẹ tròn con vuông. Đáp án của câu đó chỉ là tròn vuông thôi. Vì thế là Duy Anh không được điểm ở câu đó. Duy Anh bây giờ là 50 điểm nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết số điểm mà 4 bạn đang có sau 2 phần thi đầu tiên. Vâng, với lợi thế số điểm 150 thì hy vọng là Hoàng Khánh sẽ giữ vững được tinh thần của mình thật tốt để tiếp tục dẫn đầu. Còn bên cạnh đó, chúng tôi cũng chúc cho cả 3 bạn còn lại có một tinh thần thật thoải mái, bởi vì phía trước sẽ còn là rất nhiều những điểm số cao đang chờ đợi các bạn ở phần thi tăng tốc. Bây giờ hãy cùng tổng kết số điểm các bạn đang có. Duy Anh đang có 50 điểm. Sở hữu 80 điểm là Hải An. Đang có 90 điểm là Việt Thái. Và dẫn đầu với 150 điểm là Hoàng Khánh. Thưa quý vị, tăng tốc luôn là một phần thi đầy hấp dẫn, đầy bất ngờ với những số điểm rất cao có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Vì vậy, cùng với Hoàng Khánh, hy vọng là Hải An, Việt Thái và Duy Anh hãy bình tĩnh và cố gắng trong phần thi này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem, ngay từ câu hỏi đầu tiên thì bạn thí sinh nào sẽ nhanh nhất, chính xác nhất để giành được trọn vẹn 40 điểm. Các bạn hãy tìm thông điệp trong bức hình dưới đây. Lưu ý, bàn phím máy tính trong hình sử dụng kiểu gõ Telex. Đó chính là nội dung của câu hỏi đầu tiên và bây giờ sẽ là câu trả lời của các nhà leo núi. Như vậy là chỉ có một người duy nhất đưa ra câu trả lời là Bà Rịa Vũng Tàu, là Hoàng Khánh. Vâng, Hoàng Khánh, bạn có tìm ra vì sao lại là Bà Rịa Vũng Tàu ạ?
Em giải được chữ B với chữ T thì em ấn bừa rồi. Vâng, nếu như mà cho Hoàng Khánh có thêm thời gian thì bạn sẽ giải được nhiều hơn đúng không ạ? Bởi vì giải được chữ B rồi thì ra các số còn lại thì cũng nhanh thôi đúng không? Vâng, trong câu hỏi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy trong một từ thì mỗi ô tương ứng với một ô bàn phím ở trên bàn phím phía trên. Và với ô đầu tiên của từ 1 là L6, điều đó có nghĩa là ô thứ 6 từ trái sang của hàng phím màu trắng tương ứng với chữ B. Và tương tự như các ô còn lại, chúng ta sẽ tìm được ra đáp án của câu này là bình thường mới ạ. Đúng là có chữ B đấy Hoàng Khánh ạ. Và đó chính là thử thách đầu tiên dành cho các nhà leo núi của chúng ta. Vẫn còn có tới 3 cơ hội ghi điểm nữa cơ. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 2 trong phần thi tăng tốc. Những hình ảnh sau muốn nói tới gì? Một câu hỏi không quá khó với những chuỗi hình ảnh liên tiếp, nhưng quan trọng ai là người gõ máy tính nhanh và chính xác nhất. Bây giờ sẽ là câu trả lời của các bạn thí sinh. Cả 4 bạn đều có chung câu trả lời là tiếng Việt, nhưng người nhanh nhất là Việt Thái, kế đó là Hải An, Hoàng Khánh, Duy Anh. Vâng, chúng tôi đang muốn nhắc tới tiếng Việt, tài sản vô giá của dân tộc. Và gần đây trên kênh VTV3 đã có một chương trình mới có tên là Vua Tiếng Việt, giúp khơi dậy tình yêu và cảm hứng tìm hiểu thực hành tiếng Việt. Xin chúc mừng Việt Thái đã có thêm 40 điểm, Hải An có thêm 30 điểm, Hoàng Khánh có thêm 20 điểm và Duy Anh có thêm 10 điểm. Và như vậy là một nửa chặng đường tăng tốc đã qua đi. Và tiếp theo đây sẽ là cơ hội tăng tốc thứ 3 dành cho các bạn. Hãy chú ý ạ. Các bạn hãy sắp xếp các miếng ghép sau để có được bức hình hoàn chỉnh. Lưu ý, các bạn sắp xếp theo thứ tự từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Bắt đầu. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của các bạn thí sinh. Như vậy Hoàng Khánh đưa ra cách sắp xếp là BECDAF ở 1:37. Tiếp theo đó thì Duy Anh, Hải An và Việt Thái cũng có chung suy nghĩ. Và sau đây là hình vẽ đáp án của chúng tôi. Như vậy là BECDAF. Chúc mừng Hoàng Khánh có thêm 40 điểm, Duy Anh có thêm 30 điểm, Hải An có thêm 20 điểm và Việt Thái có thêm 10 điểm. Vâng, đây là hình ảnh kỷ niệm sự kiện Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và bức hình mang thông điệp Việt Nam đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững. Thưa quý vị khán giả, số điểm của các nhà leo núi đã thay đổi rất nhiều sau 3 câu hỏi đầu tiên và khoảng cách về điểm số giữa họ cũng đã được thu hẹp rất nhiều. Bây giờ sẽ là câu hỏi quyết định để xem là mỗi bạn thí sinh sẽ có hành trang điểm số như thế nào trước khi chúng ta bước vào phần thi cuối cùng. Đây là chữ gì?
Thưa quý vị, đáp án thì có lẽ là chúng ta đều đã biết rồi. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chúng ta đang hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam và chúng tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các thầy cô giáo trên khắp mọi miền đất nước. Chúc các thầy cô luôn hoàn thành trọng trách cao cả của sự nghiệp chồng người. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với câu trả lời của các nhà leo núi. Cả bốn bạn thí sinh đều có chung một phương án trả lời là thầy. Người trả lời nhanh nhất là Hoàng Khánh đã có thêm 40 điểm, Hải An có thêm 30 điểm, Việt Thái có thêm 20 điểm và Duy Anh có thêm 10 điểm. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi tăng tốc. Vâng, phần thi tăng tốc luôn luôn là một phần thi mà các bạn rất là hào hứng bởi vì là những số điểm cao mang đến. Ngoài ra thì việc đánh máy nhanh, trả lời nhanh cũng mang đến những cái lợi thế về mặt tâm lý rất là nhiều cho các bạn trong phần thi này. Và bằng chứng là số điểm các bạn cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem các bạn đang có bao nhiêu điểm. Đang sở hữu 100 điểm là Duy Anh, 160 là số điểm của Hải An, đó cũng là điểm số của Việt Thái, và dẫn đầu với 250 điểm là Hoàng Khánh. Xin chào mừng quý vị khán giả quay lại với chương trình chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Chúng ta đang đến với phần thi giải tích. Phần thi cuối cùng cũng là phần thi quan trọng nhất trong chương trình ngày hôm nay. Lúc này số điểm của các thí sinh lần lượt là 160, 250, 160 và 100. Vâng, và căn cứ vào những số điểm này thì người đầu tiên đến với phần thi về đích đó chính là bạn Hoàng Khánh. Và bây giờ thì Hoàng Khánh có vẻ đã rất sẵn sàng đến với những câu hỏi trong phần thi về đích rồi. Xin mời! Hiện giờ Hoàng Khánh của chúng ta đang tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 250 điểm. Và bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào cho phần thi quyết định này? Xin lựa chọn 3 câu 10 điểm. 3 câu 10 điểm, đó là một sự lựa chọn an toàn và chúc bạn thành công với sự lựa chọn đó. Câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ có giá trị 10 điểm với nội dung như sau. Chúng ta vừa kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của vị Chủ tịch Quốc hội khóa 8 năm 1987 đến 1992, khóa đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Bạn hãy cho biết ông là ai? Cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Vâng, một câu trả lời rất quyết đoán của Hoàng Khánh. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là Nguyễn Đức Nguyện, là tên thật của ông Lê Quang Đạo ạ. Chúc mừng Hoàng Khánh. Chúc mừng Hoàng Khánh đã có được 10 điểm đầu tiên trong phần thi về đích. Và ở câu hỏi tiếp theo, câu hỏi có giá trị 10 điểm, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Sau đây sẽ là nội dung câu hỏi dành cho Hoàng Khánh. Khi gọi xăng RON 95 thì số 95 là chỉ số gì? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Là 95% ethanol có trong xăng RON 95. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Người đã giành được quyền trả lời là Duy Anh. Em thưa chị, đấy là chỉ số octan hay là chỉ số chống kích nổ của nhiên liệu ạ? Duy Anh đã đưa ra câu trả lời là chỉ số octan. Và chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của thành viên trong ban cố vấn ạ. Xin kính mời thầy. Vâng, câu trả lời của bạn Duy Anh là chỉ số octan là đúng ạ. Chúng ta vừa lắng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trung Ninh. Và xin chúc mừng Duy Anh. Đó chính là những câu hỏi đầu tiên trong phần thi về đích ngày hôm nay. Và Duy Anh thì đã nhích hơn một chút so với số điểm mà bạn đang có. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta được giải tỏa một chút về mặt tâm lý, đúng không ạ? Việc giữ được một tinh thần thoải mái trong phần thi cuối cùng này là vô cùng quan trọng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Hoàng Khánh. Vâng, bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em có ạ. Vâng, ngôi sao hy vọng dành cho câu hỏi cuối cùng của Hoàng Khánh. Chúng tôi chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi của bạn như sau. Căn cứ theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, triều đình nào đã lần đầu tiên thực thi chính sách mà ngày nay chúng ta gọi là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam?
Hầu Lê ạ. Vâng, xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu của Việt Thái. Câu trả lời của em là Triều Trần ạ. Câu trả lời của Việt Thái là Triều Trần. Và tháng 2 năm 1040, vua đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc. Tháng ấy xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho ra để may áo ban cho các quan, để tỏ là vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là Triều Lý ạ. Rất tiếc là không ai giành điểm trong câu hỏi vừa rồi. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Hoàng Khánh rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Hiện giờ số điểm mà Hoàng Khánh đang có là 240 điểm. Và người tiếp theo sẽ tiến tới vị trí về đích chính là Nguyễn Thiện Hải An. Người lúc này đang có 160 điểm. Nhưng trước đó sẽ là những sự cổ vũ tinh thần rất cần thiết cho bạn, đến từ điểm cầu của Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 3 câu 30 điểm, rất tuyệt vời. Một tinh thần thi đấu hết mình của Hải An. Chúc bạn thành công. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Hải An, câu hỏi có giá trị cao nhất 30 điểm. Hãy cố gắng nhé. Chương trình nào được Thủ tướng Chính phủ phát động từ ngày 12 tháng 9 năm nay nhằm giúp các em học sinh có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả? Câu trả lời của em là chương trình sóng và máy tính cho em ạ. Để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình chung kết ngày hôm nay thì Hải An có chia sẻ là đã rất chăm xem các chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam. Bởi lẽ các câu hỏi của chương trình không chỉ gói gọn trong sách vở, còn từ thực tiễn, còn từ những thông tin cập nhật nữa. Và theo tổng hợp của Bộ Giáo dục Đào tạo, đến thời điểm ngày 12 tháng 9, số học sinh cần hỗ trợ ước khoảng 1,5 triệu em. Đây là một chương trình có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần tạo động lực để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Đó chính là chương trình Sóng và Máy tính cho em. Chúc mừng Hải An! Em đã giành được thêm 30 điểm nữa. Vâng, và câu hỏi đầu tiên thì bạn đã vượt qua rất xuất sắc rồi. Bây giờ chúc bạn thành công với câu hỏi về đích tiếp theo. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ em không ạ. Vâng, chúng tôi đã nghe rõ rồi và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi của bạn như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau. Đây là những hình ảnh của đảo Trường Sa, quần đảo thiêng liêng mà cha ông ta đã thực thi chủ quyền từ khi nơi đây còn là đất vô chủ. Trong số các đảo của quần đảo Trường Sa, có duy nhất một đảo với hai điểm đảo được mang tên một người Việt Nam. Bạn hãy cho biết tên của đảo là gì? Câu trả lời của bạn là gì ạ? Đảo Ba Bình ạ. Đảo Ba Bình. Vâng, xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hoàng Khánh. Câu trả lời của em là hòn đảo mang tên người Việt Nam là anh hùng Phan Vinh ạ. Anh hùng Phan Vinh là đảo Phan Vinh đúng không ạ? Và bạn biết gì về Phan Vinh ạ? Anh Phan Vinh là thuyền trưởng của một con tàu không số trong trên con đường Hồ Chí Minh trên biển được phát động từ năm em không nhớ nữa, em vâng. Run quá. Tôi sẽ giúp bạn ạ. Anh hùng liệt sĩ Phan Vinh. Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh hy sinh anh dũng ở tuổi 35 trên vùng biển Hòn Hèo Khánh Hòa, góp phần làm nên kỳ tích vẻ vang của đường Hồ Chí Minh trên biển. Tên của anh được đặt cho hai điểm đảo Phan Vinh A và Phan Vinh B, là hai trong những hòn đảo có vị trí quan trọng trong vành đai thế trận đảo nổi, đảo chìm ở Trường Sa. Và đáp án là Phan Vinh. Chúc mừng Hoàng Khánh.
Trước mắt Hải An vẫn còn một câu hỏi nữa có giá trị rất cao, 30 điểm. Và bạn có muốn tăng cao hơn nữa số điểm đó bằng cách lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Chắc chắn là có rồi ạ. Chắc chắn rồi. Chúc Hải An thành công với câu hỏi 30 điểm và ngôi sao hy vọng của chương trình. Một học sinh viết lên bảng 10 số tự nhiên từ 1 đến 10 rồi chơi trò chơi như sau. Mỗi lần học sinh đó xóa đi hai số A và B bất kỳ rồi viết lên bảng số A cộng B cộng 1. Hỏi sau 9 lần chơi liên tiếp thì trên bảng còn lại số nào? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Câu trả lời của em là số 64 ạ. Bạn đưa ra câu trả lời từ khá sớm, rồi sau đó tính lại và quyết định vẫn giữ nguyên phương án như vậy. Bạn đã tính toán như thế nào? Em thưa chị là sau khi xóa hai số A và B bất kỳ thì rồi viết lại trên bảng số A cộng B cộng 1 thì tổng tất cả các số ở trên bảng sẽ tăng, tổng các số trên bảng sẽ tăng lên một đơn vị ạ. Và tổng ban đầu của các số, của 10 số trên bảng là 55 ạ. Và sau 9 lần chơi liên tiếp thì chỉ còn lại đúng một số và tổng của các số trên bảng đã tăng lên 9 đơn vị. Vậy thì số còn lại phải là 55 cộng 9 bằng 64 ạ. Vâng, và cơ hội dành cho những người còn lại đương nhiên không còn nữa rồi. Chúc mừng Hải An, bạn đã giành được thêm 60 điểm trước khi quay trở về vị trí. Chúc mừng Hải An. Em đã sẵn sàng ạ. Vâng, xin mời. Hãy giữ một tâm thế thật thoải mái để vượt qua từng thử thách của chúng tôi. Và hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi như thế nào cho phần thi về đích của mình. Em xin lựa chọn gói câu hỏi 30, 20, 30 ạ. 30, 20, 30. Chúng tôi đã nghe rất rõ và chúc Việt Thái thành công. Câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ có giá trị 30 điểm với nội dung như sau. Trong bài Phố Ta, nhà thơ nào đã gửi đến chúng ta một niềm tin trong trẻo? Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Sao rãnh nước trong veo đến thế? Chế Lan Viên ạ. Xuân Diệu ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hoàng Khánh. Câu trả lời của em là nhà thơ Lưu Quang Vũ ạ. Câu trả lời của bạn là Lưu Quang Vũ. Vâng, trước khi là tác giả của những kịch bản mang tính thời sự và triết học sâu sắc, ông còn là tác giả của những bài thơ chất chứa những suy tư khắc khoải, nhưng luôn được nâng đỡ bởi niềm tin thánh thiện vào cái đẹp, vào tình người. Và ông chính là Lưu Quang Vũ. Xin chúc mừng bạn. Việt Thái vẫn còn có tới 2 cơ hội ghi điểm nữa. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi có giá trị 20 điểm và bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không ạ. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Loại axit hữu cơ nào dùng để điều chế thuốc cảm, thuốc xoa bóp, giảm đau? Câu trả lời của em là axit acetic ạ. Đó chưa phải là câu trả lời mà chúng tôi mong chờ. Xin mời 3 người còn lại. Hải An đã giành được quyền bấm chuông. Câu trả lời của em là axit salicylic ạ. Bạn có nhớ công thức hóa học của axit này không? Em không nhớ lắm nhưng mà chắc là khi về thì em sẽ tạ lỗi với thầy dạy hóa. Đó chính là C7H6O3. Một học sinh chuyên hóa vừa đưa ra một câu trả lời rất chính xác. Chúc mừng Hải An. Và Việt Thái hãy bình tĩnh, bây giờ bạn còn một câu hỏi có giá trị 30 điểm nữa. Bạn có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng không? Em xin chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, chúc Việt Thái thành công với lựa chọn của mình. Câu hỏi của Việt Thái như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh.
Vâng, đúng tủ rồi đúng không Việt Thái? Một học sinh chuyên ngữ lại trúng một câu bằng tiếng Anh. Nhưng mà là học sinh chuyên Đức đấy nhá Huy nhá. À ừ nhỉ. Nhưng Việt Thái hãy cố gắng nhá. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi bằng tiếng Anh dành cho bạn. Hi there, I'm Brandon Sinkovic from Atlantic 5 Star English. And today I have an English question for you. This word is most commonly used in North America, Australia, and Southeast Asia. It is defined as a colloquialism, meaning vaccine or vaccination as a noun, or vaccinate as a verb. As an abbreviation, it appeals to media commentators when formal alternatives are more long-winded. It is the word of the year for 2021, according to the annual report from Oxford Languages. What is this word? Good luck. Em thưa anh chị, câu trả lời của em là vax, V-A-X. Vâng, Việt Thái đã nghe thấy thầy giáo nói những gì ạ? Em thưa anh là thầy có nói là đây là một từ được sử dụng nhiều ở khu vực Bắc Mỹ, khu vực châu Âu và khu vực Đông Nam Á. Em không nhớ rõ các phần cụ thể chi tiết, nhưng em có nhớ là đây là một từ được dùng để chỉ dưới dạng danh từ, nó là để chỉ các loại vaccine. Dưới dạng động từ, đây là từ để chỉ những người đã tiêm vaccine. Và đây được chọn làm từ tiếng Anh của năm do từ điển Oxford công bố vào năm 2021. Và đáp án của em là vax, V-A-X ạ. Vâng, và nó được định nghĩa là một từ không chính thức thay thế cho cả vaccine cũng như việc tiêm chủng. Và đó là vax. Chính xác. Chúc mừng Việt Thái. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Việt Thái trong phần thi về đích rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Quý vị khán giả, cuộc chơi ngày hôm nay của chúng ta đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và bây giờ là phần thi về đích cuối cùng của Nguyễn Đình Duy Anh. Nhưng trước đó sẽ là những lời động viên cổ vũ tới từ xứ Nghệ. Xin mời. Em chọn 30, 20. 30, 30, 20. Chúng tôi đã nghe rất rõ lựa chọn của Duy Anh rồi và chúc bạn thành công. Bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi 30 điểm dành cho Nguyễn Đình Duy Anh. Dưới thời phong kiến ở Việt Nam, có một người phụ nữ được truyền tụng là đã vượt qua những luật lệ bất bình đẳng hà khắc để đạt được học vị cao, được người đời sau ngợi ca là lễ phi sinh thông tuệ nhất kính chiếu tam vương. Lễ phi là người thông tuệ, một gương soi chiếu ba vua. Hãy cho biết bà là ai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Bà Huyền Thanh Quán ạ. Nguyễn Thị Duy. Nguyễn Thị Ý Lan. Duy Anh đã 3 lần thay đổi phương án trả lời của mình. Và rất tiếc bạn đã dừng lại ở một phương án chưa đúng. Xin mời cơ hội cho 3 người còn lại. Các bạn đều bấm chuông rất nhanh, nhưng người nhanh nhất là Hoàng Khánh. Mời bạn. Câu trả lời của em là bà Huyện Thanh Quan ạ. Câu trả lời Hoàng Khánh đưa ra là phương án đầu tiên được Duy Anh lựa chọn. Nhưng đó chưa phải là câu trả lời chính xác. Và Duy Anh thân mến, lẽ ra bạn nên dừng ở câu trả lời thứ hai. Nguyễn Thị Duệ ạ. Tương truyền bà là nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất của nền khoa bảng phong kiến Việt Nam. Hơi tiếc một chút, nhưng không sao, chúng ta vẫn còn có những cơ hội ghi điểm nữa ở phía trước. Từ ngày 15 tháng 11, tháng hành động vì bình đẳng giới sẽ được diễn ra và một lần nữa nhắc nhở chúng ta giải quyết các vấn đề cản trở sự phát triển và vươn lên của phụ nữ. Đó cũng chính là ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi mà chúng tôi mang tới cho các nhà leo núi hôm nay. Bây giờ thì Duy Anh sẽ có một câu hỏi có giá trị 30 điểm tiếp theo. Bạn có lựa chọn ngôi sao không? Dạ, em sẽ để ra ngôi sao vòng cho câu cuối cùng, câu hỏi cuối cùng của chương trình. Vâng. Sau đây là nội dung của câu hỏi thứ hai. Màn hình tinh thể lỏng LCD
là loại thiết bị hiển thị được cấu tạo bởi các tế bào chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đổi tính chất gì của ánh sáng? Cực sóng. Màu sắc. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Hoàng Khánh. Câu trả lời là tính phân cực của ánh sáng. Tính phân cực của ánh sáng. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng Hoàng Khánh. Hoàng Khánh vừa đưa ra một câu trả lời rất chính xác. Và Hoàng Khánh cũng đang nhận được những cái bắt tay chúc mừng của những người bạn cùng chơi. Một hình ảnh thật đẹp mà chúng ta được chứng kiến trong một trận thi đấu đầy cam go của các nhà leo núi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ thật lớn cho Nguyễn Đình Duy Anh. Trước câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của Duy Anh cũng là câu hỏi cuối cùng chương trình ngày hôm nay. Hãy cố gắng Duy Anh nhé. À, theo như em đã nói thì đây là câu em lựa chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, đây là câu hỏi Duy Anh lựa chọn ngôi sao hy vọng. Hy vọng rằng ngôi sao hy vọng này sẽ mang đến may mắn và thành công cho Duy Anh. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng tiếng Anh. It's getting a bit cold here, don't you think? Yeah, the winter is coming in northern Vietnam. This weather reminds me of winter in Europe. Hey, what type of monsoon causes cold weather to come to the north of Vietnam? I don't really know. Can you help me? Siberia. Như vậy là cơ hội ghi điểm cuối cùng sẽ thuộc về những người còn lại. Xin mời. Người nhanh nhất là Việt Thái. Mời bạn. Câu trả lời của em thưa anh chị. Câu trả lời của em là seasonal wind. Câu trả lời Việt Thái đưa ra chúng tôi đã nghe rõ rồi. Bạn hiểu câu hỏi tiếng Anh vừa rồi như thế nào ạ? Em thưa chị, em thấy là thầy đang cảm thấy rất là lạnh. Và thầy hỏi là loại khí hậu nào, nếu em nghe không nhầm thì là loại khí hậu nào đã gây đến cái lạnh này cho miền Bắc Việt Nam ạ? Câu trả lời của em là gió mùa. Chính xác wind. Là loại gió mùa nào đã gây ra mùa đông lạnh ở miền Bắc Việt Nam? Và đáp án bằng tiếng Việt thì chắc là chúng ta đều biết rồi đúng không ạ? Gió mùa đông bắc. Câu trả lời bằng tiếng Anh là Northeast Monsoon. Như vậy rất tiếc là chưa có bạn thí sinh nào ghi điểm được câu hỏi này. Xin cảm ơn Duy Anh đã hoàn thành phần thi về đích. Và hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho bốn nhà leo núi ngày hôm nay đã hoàn thành những trận thi đầy thử thách trong chương trình chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Những hình ảnh đẹp này sẽ còn lại mãi, những kỷ niệm đẹp này sẽ còn theo chúng ta trong suốt những hành trình tương lai. Chúng ta đã có được bên nhau những cảm xúc thật tuyệt vời, có thêm những người bạn mới để cùng nâng đỡ trong cuộc sống. Và bây giờ sẽ là không khí tại điểm cầu Quảng Ninh. Chúng ta hãy xem là các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh ở đội bộ Quảng Ninh lúc này đang có cảm xúc bão hòa như thế nào trước kết quả rất tuyệt vời của Nguyễn Hoàng Khánh. Đầu tiên xin được giới thiệu hai thí sinh giành được giải 3 của trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm nay. Đó chính là Việt Thái và Duy Anh. Xin mời các bạn.